Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mà em sẽ cập nhật là một cái kèo Forsarer John nha tất cả các bạn. Đây là một cái kèo rất là hot luôn. Rồi để em đăng nhập vào nha các anh chị. Sau khi em tuyển được một ghép nó về vòng vòng chưa được nổi tiếng nha các anh chị. Chị bấm vào và đối sơ đăng nhập vào John Forsarer John nè. Chị nhập vào. Đây em sẽ cập nhật lại một cái hệ thống John Forsarer. Đây là một dự án cho tất cả anh chị nào mà đầu tư vốn ít mà muốn xây dựng hệ thống nha các anh chị. Đây là một cái kèo rất là ngon. Anh chị không có sợ scam đâu anh chị ơi. Đây thì nó có một cái cộng đồng quốc tế rất là lớn mạnh nha bên nha các anh chị. Lâu dài hiện tại trên Forsarer này đã dự án này đã có mặt được 7 năm rồi các anh chị. Em đã tìm hiểu, em đã tiện được một ghép này, được 3 được 100 cho là 3 đô các anh chị. Đây thì hệ thống nó để anh chị copy cái link ghép này mình chia sẻ cho hệ thống nè. Anh chị chia sẻ được 3 người, anh chị được level 1 là được nhận được 300 cho anh. Từ cái level 1 chia sẻ qua level 2, anh chị là những người giới thiệu anh chị giới thiệu mà những người đó giới thiệu nữa được 4 người thì anh chị sẽ được level 2 là anh chị nhận được 200 đồng cho anh. Rồi những người ấy, cái này như là một cái cộng đồng kết nối một cái đợt cộng đồng thôi các anh chị. Anh chị mà lên level 4 mình nhận 800 cho một người giới thiệu nè các anh chị. Rồi cứ dài lên anh chị. 6 người thì 3.200 đồng cho là một người giới thiệu là 3.200 nè. Rồi lên nè. Tới cấp 15 anh chị là nhận là chia sẻ là anh chị nhận là 10.976.000 cho anh. Giá hiện tại 0.2 mà nếu mà lên 0.5 thì anh chị tính bao nhiêu tiền. Đây là một kèo rất là hot luôn nha tất cả anh chị. Anh chị chỉ cần việc bỏ ra 200 cho nè. Cứ khoảng không tới 200.000 nữa. Hiện tại vì giá đang sụt các anh chị. Những anh chị nào mà chơi với hệ thống của em sẽ bỏ ra 25% cho tất cả anh chị nào mà đang mà tiện làm hệ thống của tất cả làm hệ thống với liên em nha các anh chị. Vậy video em thông báo đây anh chị cứ vào nhóm mà tìm hiểu thêm nha tất cả anh chị. Em có để một cái video đăng ký và video hướng dẫn đăng ký và một cái link nhóm tất cả anh chị vào đi anh chị. Nãy để cho tất cả các bạn xây dựng một cái hệ thống cho các bạn để em đưa show là bằng chứng lịch sử cho những người tham gia cộng đồng cho anh thu nhập nha các anh chị. Đây nè anh chị, đây là một cái hệ thống được số giới thiệu được có 6 người nè các anh chị mà thu 97 đô. Anh chị thấy lợi hại của một cái tập thể không các anh chị? Thì vào tuyển được 3 người mà lên người thứ tư anh chị được level 2, anh chị cứ 2 ngày tuyển được người là tất cả anh chị là được 400 cho là có khoảng mười mấy đô. Thấy không ta? 400 cho có khoảng 10 đô rất là ngon nha tất cả anh chị. Cứ mà dài lên hoài anh chị xây dựng hệ thống gì bền vững nha tất cả anh chị. Vậy video em kết thúc nha tất cả anh chị. Vậy em chúc cho tất cả anh chị sớm tham gia dự án này để có một cái thu nhập ổn định nha tất cả anh chị. Vì đây thì một dự án mình dùng vốn mình bỏ ít nha anh chị để tạo thu nhập ấy, chứ em thì không, thường thường em không có chơi mà những cái dạng đầu tư mà bỏ tiền nhiều luôn anh chị, vì rủi ro có thể nên em không tìm mấy những dự án như vậy anh chị. Chào tạm biệt tất cả anh chị, hẹn tất cả anh chị vào những video clip tiếp theo từ em nhé.